Sáng ngày 22 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trọng thể tổ chức hội nghị kỳ 3 khóa 10 tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và trình phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị được diễn ra tại giảng đường Huệ Đăng, Chùa Vĩnh Trang, thành phố Bị Tho, tỉnh Tiền Giang. Quang Lâm tham dự hội nghị có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Hòa Thượng Thích Trí Quận, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Hòa Thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa Thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Chư Tông Đức, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Thượng tọa Thích Bửu Hiền, trưởng ban Phật giáo quốc tế. Thượng tọa Thích Nhuận Đức, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây. Thượng tọa Thích Giáp Nguyên, trưởng ban Hoàng Pháp. Thượng tọa Thích Thiện Lưu, trưởng ban hướng dẫn Phật tử. Thượng tọa Thích Trung Chánh, trưởng ban từ thiện xã hội. Đại đức Thích Huệ Phát, chánh thư ký kim trưởng ban giáo dục Phật giáo. Ni trưởng Thích Nữ Minh Châu, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, trưởng phân ban ni giới tỉnh Ni Trưởng Thích Nữ hội Năng, trưởng Ban Kinh tế Tài chánh, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tôn Đức Thường trực các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đồng tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền, có ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, bà Bùi Thị Mai, trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh ông Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng tôn giáo dân tộc thuộc Ban dân vận tỉnh, ông Lê Hoàng Kích, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh, ông Lê Văn Mạnh, phó trưởng phòng BA02 công an tỉnh, ông Bùi Văn Bảo, thường vụ thành ủy, trưởng Ban dân vận, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho, ông Lê Văn Hạnh, phó phòng nội vụ thành phố Mỹ Tho, ông Lê Hoàng Nguyên, phó đội trưởng đội an ninh công an thành phố, cùng đại diện lãnh đạo xã Mỹ Phong và ấp Mỹ An sở tại đồng tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Trong tinh thần kế thừa và trách nhiệm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị kỳ 3 khóa 10 nhằm mục đích tổng kết đánh giá kết quả Phật sự trong năm 2023 của Phật giáo tỉnh, rút ra kinh nghiệm để công tác Phật sự sắp tới đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Có thể nói, đây là hội nghị quan trọng đối với Phật giáo tỉnh nhà bởi vì sắp tới sẽ tiến hành thành lập ban quản trị cơ sở tự viện cấp hành chánh thứ tư của giáo hội. Trong năm 2023, ban trị sự đã thực hiện thành công nhiều công tác Phật sự như tổ chức thành công đại giới đàn Hội Đăng, đại lễ Phật đảng, Phật lịch 2567, Pháp hội Dược Sư, lễ hội Vua Lan Báo Hiếu, khóa an cư kiết hạ, khóa tu kiết đông, vân vân Đặc biệt, trong công tác ngoại giao, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tiếp nhiều đoàn tăng thân Phật giáo các nước đến thăm viếng và giao lưu. Với tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, mang lại mục tiêu ít đời đẹp đạo. Chúng tôi tin tưởng rằng trong hội nghị này sẽ được lắng nghe những kinh nghiệm quý báu của Chư Tôn Đức để góp phần làm cho công tác Phật sự sắp tới, hướng đến mục tiêu phát huy ngôi nhà Phật giáo đại đoàn kết của tỉnh Tiền Giang thêm nhiều nét son mới. Tại hội nghị lần này, chủ Tôn Đức cùng quý đại biểu được xem video tổng kết các hoạt động Phật sự trong năm 2023 của Phật giáo tỉnh. Qua đó cho thấy, năm vừa qua, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu mà hội nghị kỳ 1 đã đề ra trong công tác tổ chức cũng như các hoạt động chuyên ngành. Về công tác chuyên môn, ngành tăng sự thống kê toàn tỉnh hiện có 423 ngôi tự viện, 1.264 tăng ni, trong đó có 704 vị tăng và 560 vị ni. Số lượng tự viện tăng 2 ngôi so với năm 2022. Về giáo dục, hiện tại trường trung cấp phần học Tiền Giang đang đào tạo các lớp như sau. Lớp cao đẳng khóa 5, niên khóa 2022-2024 và khóa 6, năm 2023-2025. Trong đó có 42 vị tham dự, 11 vị tăng và 31 vị ni. Lớp trung cấp khóa 9, niên khóa 2023-2026 có 54 vị trong đó tăng là 21 vị và ni là 33 vị. Ngành hướng dẫn Phật tử đã thành lập ra hai phân ban thanh thiếu nhi và cư sĩ Phật tử. Năm qua, ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang tổ chức hai khóa thuôn tu chánh niệm tại chùa Vĩnh Trang dành cho Phật tử các đạo tràng trong tỉnh Tâm Dự. Tổ chức khóa tu đạo Phật với tuổi trẻ chủ đề Con về tỉnh thức và một số khóa tu mùa hè tại các tự viện. Ban Hoằng Pháp cử nhân sự thuyết giảng trong mùa lễ Phật đảng ở các lễ đài chính tại các huyện thị thành và các đạo tràng trong tỉnh theo chủ đề của Ban Hoàng Pháp Trung ương đưa ra. Ngoài ra, nhân sự Ban Hoàng Pháp cũng thuyết giảng tại các khóa ăn cư, các khóa tu do Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức. Ban Văn hóa đã cử thành viên trong Ban tham dự lễ ký kết lan tỏa các đề án pháp phục ngôn ngữ, di sản, kiến trúc do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại các tỉnh Bạc Liêu, Long An và thành phố Cần Thơ. Giới thiệu thành viên tham gia tập huấn may pháp phục tại thành phố Hồ Chí Minh cho phân ban pháp phục trực thuộc Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Thể hiện tinh thần tự bi cứu khổ là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ cao cả của người đệ tử Phật, đặc biệt thực hiện lời dạy của Đức Phật phục vụ phụ chúng sanh tức thiết thực cúng dường chư Phật Năm 2023, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã vận động tăng ni và Phật tử thể hiện tinh thần đem đạo vào đời, tham gia tích cực vào các phong trào an sinh xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tham gia các công trình phúc lợi tại địa phương như làm đường, xây cầu, thăm và tặng quà cho các nạn dân nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, khám bệnh phát thuốc, phát quà cho người nghèo, ủng hộ học bổng cho các học sinh nghèo, hiếu học, phát quả trung thu cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phiên trợ không đồng. Tổng cộng là 89 tỷ 850 triệu 286 nghìn đồng. Các ban ngành khác như ban nghi lễ, thông tin truyền thông, ban pháp chế, ban kiểm soát cũng đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Về phương hướng hoạt động trong năm 2024, qua trình bày của Đại đức Thích Huệ Phát Phó trưởng Ban Kim Chánh Thư Ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trước hội nghị cho biết Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục chấp hành tốt sự chỉ đạo của Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp để tạo nên một tập thể vững mạnh theo chủ đề của Đại hội Phật giáo toàn quốc, đó là trí tuệ, kỳ cương, hội nhập, phát triển lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đảng Phật lịch 2568, khóa ân cư kiết hạ năm, bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức trang nghiêm các ngày lễ lớn khác của Phật giáo trong năm. Thường trực ban trị sự cũng đã đưa ra một số định hướng cho các ban ngành trực thuộc nhằm để phát triển đồng bộ và chất lượng. Nhằm ghi nhận những đóng góp của Chư Tông Đức Tăng Ni trong công tác giáo hội tại hội nghị, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trao tặng bằng công đức cho tập thể và các cá nhân thuộc các ban ngành trực thuộc Ban trị sự. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 13 cá nhân chưa tổn đức. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân chưa tổn đức trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã có những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đại diện lãnh đạo các ban ngành phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang, hoan hỷ với những thành tựu mà ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã làm được trong năm qua. Về hoạt động Phật sự, bà Bùi Thị Mai nhấn mạnh, những năm qua, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng quê hương, đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đem lại niềm hy vọng cho những người bệnh tật và các hoàn cảnh khó khăn. Công tác từ thiện năm nay của ban trị sự đạt gần 90 tỷ đồng. Đó là một minh chứng xác thực cho phương châm đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Nhưng dịp năm mới sắp đến, kính chúc quý Chư Tôn Đức Tăng Ni thật nhiều sức khỏe. Phát biểu chỉ đạo và đúc kết hội nghị, Thượng tòa Thích Quảng Lộc Tán Dương Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hỗ trợ hoàn thành công tác Phật sự trong năm 2023. Những kết quả đạt được là do sự đoàn kết thống nhất của tập thể và từng thành viên Tăng Ni trong tỉnh. Năm 2024, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 10 sẽ phải hoàn thành việc thành lập Ban quản trị cơ sở tự viện. Ngoài ra, Ban trị sự cũng phải hoàn thành các lễ hội lớn thường niên của Phật giáo. Vì vậy, rất mong chi tôn đức trong Ban trị sự hãy cùng nhau đoàn kết tích cực, hỗ trợ để thực hiện tốt. Thượng tòa cũng có những kiến nghị chỉ đạo phương hướng hoạt động trong năm 2024 đến từng ban ngành trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Rất mong Chư Tăng Ni cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình tu tập và hành đạo phía trước để được lợi ích tự thân và phần nào đền đáp công ơn của Chư Phật Chư Tổ, làm chỗ dựa vững chắc cho hàng Phật tử nương về tu tập. Dịp này, Thượng tọa trưởng ban trị sự cũng có những bó hoa tươi thấm tặng đến 15 tăng ni sinh thuộc đơn vị tỉnh Tiền Giang vừa tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh khóa 15 vừa qua.